Tờ nào đưa đây. Đây tờ nào. Ta đâu quản chiếc phao là tờ nào. Đây lấy tờ nào. Lấy một tờ thôi. Tờ nào. Lấy tờ nào. Lấy tờ cuối cùng. Lấy tờ nào. Tờ lớn cuối cùng 500.000. Đấy. À đây hả? 500.000 đây. Đấy nhá. Thôi giả tờ này. Giả ra vào đấy đi. Ừ. Đưa đây. Đưa đây. Tham vừa thôi. Cái gì ấy? Cái gì ấy? Bỏ ra cả em. Này. Hai tờ này đi đâu? Đi đâu? Giờ đi bim bim à? Này. Theo ơi. Kìa kìa. Hai tờ đẹp này. Lấy tờ nào. Tờ nào. Tờ nào. Cẩn thận, cao cẩn thận. Không phải khôn đi. Tờ nào là lớn nhất? Tờ lớn nhất tờ nào? Đổi gì? Trắng. Trắng. Thôi đổi tờ này lấy tờ này nhá. Đưa cái tờ 10.000 đây nào. Đổi không? Đây, tờ đẹp. Ừ, đổi lấy tờ bé đấy không? Dưới lấy tờ này không? Đấy, ui, tờ này đẹp hơn này chiếc phèo ơi. Nhiều lắm. Ô, cái không đổ nữa à? À, thằng tí này nè. Lấy 500, lấy 50. Thế thôi, nào? Đưa lại cho anh đi rồi lấy tờ 10.000 tí đi mua bim bim nhá. Không á? Dạ, kệ em, kệ em. Thế đây hết à? Hả? Thế còn đây hết à? Hả? À, lấy hết à? Lấy hết đi mua bim bim à? Không. Ôi giời, chị phèo khôn đấy. Thôi đưa lại cho anh một tà đi. Không luôn à? Đưa lại đi. À đấy, đổi tờ đấy có đổi không? Lấy tờ xanh, đổi tờ đấy lên tờ xanh. Tờ này mà đi, tờ gì nè? Chị ơi. Ừ, giờ nó cầm tiền trong tay nó không làm được. Chị ơi, nhìn nè chị ơi. Chị ơi. Đấy, tiền này. Không đổi luôn à? Hả? Không đổi nữa à? Thế quay đây xem nào. Đổi không? Ừ, đổi không? Chị ơi. Đổi không? Ơi trời ơi kìa. Ơi nha, em vé kìa, em vé ngó kìa. Cứ hello. Em đổi. Thôi rồi, em không cần thôi. Rồi.